vợ chồng tôi nhiều năm chuyên khóc quê, trước trên quê giờ khóc sang nội thành, và thầu luôn phong bạt với bát âm, có khuyên mãi khi dùng nhiều yên tâm, khi vĩnh biệt người thân nào ai không đớn đau, lúc lâm chung thì khóc đâu có được đâu. Vợ chồng tôi cho dù đến khóc thuê mà cứ như họ hàng thang khóc cho người thân, ai khuất cũng vậy thôi, vì mình đi khóc thuê, khóc sao cho mùi mẫn xong là về, để người đi đêm nhẹ bước gió mây, người sống